Sáng ngày 21 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Bà Liền và Tà Trải, thăm và tặng quà người cao tuổi và gia đình người có công ở xã Bảo Nhai, Bản Phố và Na Hối, huyện Bắc Hà. Tại xã Bản Liền và Tà Trải, sau khi nghe lãnh đạo hai địa phương báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đồng chí Vũ Văn Cải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, bày tỏ vui mừng trước những kết quả hai địa phương đã đạt được và tin tưởng hai địa phương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng chí đề nghị chính quyền hai địa phương làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo 100% hộ nghèo được đón Tết, phòng chống dịch COVID-19 và đặc biệt là chuẩn bị tốt mọi điều kiện để nhân dân sản xuất vụ xuân. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cụ Nguyễn Thị Mùi và cụ Lê Thị Xỉu, năm nay tròn 100 tuổi, hiện đang cư trú tại xã Bảo Nhai, gia đình liệt sĩ Vàng A Sinh ở thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, gia đình thương binh Nông Văn Thề, cư trú thôn Xín Trải, xã Na Hối.